Xin chào cả lớp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Tiếng Anh trong môi trường công việc thì chúng ta có rất nhiều thứ để nói đúng không ạ? Hay còn gọi là tiếng Anh công sở đúng không ạ? English for working environment is a very important topic for you to learn and then you can acquire a lot of knowledge around it. Now, so today we are going to learn about English for working environment. Hôm nay chúng ta sẽ học về tiếng Anh trong môi trường làm việc. Được chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha cả lớp nha. Một số từ vựng và cấu trúc câu liên quan phần này thì đơn giản thôi ạ. Câu này chúng ta sẽ có câu như sau nha. How long have you been working here? How long have you been working here? Hoặc là how long have you worked here? Ở đây cô đang sử dụng hai thì các bạn nhé. Câu này đều có nghĩa là bạn làm việc ở đây được bao nhiêu lâu rồi. How long have you worked here? Hoặc how long have you been working here? Hai thì một là hiện tại hoàn thành. Hai là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hai thì này nghĩa giống nhau nhé các bạn nhé. Hai thì này nghĩa giống nhau, các bạn sử dụng là hoàn thành cũng ok. Và hoàn thành tiếp diễn cũng ok, nghĩa đều giống nhau. How long have you worked here? Or how long have you been working here? Hoàn thành và hoàn thành tiếp diễn. Xong chưa? Rồi, vậy câu này cô hay sử dụng là I have been working here for nearly 5 years chẳng hạn. À, tôi đã học, tôi đã làm ở đây được bằng gần 5 năm rồi. Vậy trong trường hợp này bạn sử dụng là have been working here for nearly 5 years. I have been working here for nearly 5 years. I have been working here for nearly 5 years. Vậy bây giờ một ngày nào đấy mà hỏi các bạn là how long have you been working here? Bạn đã làm việc đấy lâu rồi, à, bao nhiêu lâu rồi thì bạn sẽ trả lời như thế nào đấy ạ? Mời các bạn comment xuống dưới nhé. Rồi, một số bạn nói như sau, I have been working here for 10 years. Okay, I have been working here for 10 years. I have been working here for nearly 5 years. I have been working here for more than 19 years. Okay, rất tốt ạ. Rồi, tiếp tục nha, cấu trúc tiếp theo của chúng ta như sau nhé. Khi mà các bạn muốn nói là tôi đang làm gì đấy, đúng không ạ? Ví dụ là he's with a customer at the moment. Anh ta đang tiếp khách một chút. Anh ta đang tiếp khách, đúng không ạ? Ví dụ một người muốn hỏi mình là I would like to meet up with, I would like to meet up with, thì mình có thể nói là he's with a customer at the moment. Hiện tại anh ấy ta đang tiếp khách. Hiện tại anh ấy đang tiếp khách, sử dụng he's with a customer at the moment. He's with a customer at the moment. He's with a customer at the moment. Anh ta đang tiếp khách. He's with the customer at the moment. Được chưa mọi người ơi? Câu này có nghĩa là đang tiếp khách ạ. He's with the customer at the moment. Xong chưa? Rồi, he's with, đúng rồi. Is ở đây chính là dấu phẩy SC của cô nhé. Cô đang viết tắt đấy ạ. He is with a customer. He's with a customer at the moment. He's with a customer at the moment. Được chưa? Nào tiếp tục ạ. I'm out for lunch. I'm out for lunch. I'm out for lunch. Câu này mang nghĩa là đi ăn trưa.
Câu điên chưa? I'm out for lunch. I'm out for lunch. I'm out for lunch. Được chưa? Đi ăn chưa? Rồi cụm từ I'm out for lunch là đi ăn chưa? Ok chưa? Cô dạy thêm về phần phát âm đi, ok ạ. Cô sẽ nói thêm về phần phát âm trong quá trình nói thôi. Còn những buổi phát âm ở buổi phát âm thì cô sẽ dạy riêng sau nhá. Ở đây chúng ta sẽ thấy này, ở đây chúng ta để ý cho cô nhá. Khi các bạn nói với phần này, các bạn để ý cho cô, chúng ta có một số phần được gọi là nối âm đúng không? Chúng ta đọc từ này là he's with, he's with, he's with. Không đọc là he is with, đọc là he's with. He's with a customer, he's with a customer. At the moment, đúng không? Câu này là anh ta đang đi tiếp khách. Vậy chúng ta đọc là he's with. Nối âm và nhớ thò lưỡi ra bên ngoài nhé các bạn nhé. Vì âm with này có chữ ơ đúng không? Vậy đọc là with. With. He's with. He's with. He's with the customer at the moment. He's with the customer at the moment. Hoặc I'm out for lunch. I'm out for lunch. I'm out for lunch. Câu này mang nghĩa là tôi đi ăn trưa. I'm out for lunch. Tôi đi ăn trưa. Tôi đi ăn trưa. Được chưa? Rồi tiếp tục nha. Cấu trúc của chúng ta là I'm out for. Ví dụ sau này các bạn có thể nói là I'm out for meeting up with customers chẳng hạn, đúng không? Thì cũng được. Câu này mang nghĩa là tôi đi ra ngoài gặp khách. Tôi đi ra ngoài gặp khách hàng, sử dụng cấu trúc là I'm out for meeting up with customers. I'm out for meeting up with customers. I'm out for meeting up with customers. Đúng không? I'm out for meeting up with customers. I'm out for meeting up with customers. Tôi đi ra ngoài gặp khách hàng. Tôi đi ra ngoài gặp khách hàng. Xong chưa? Rồi, vậy câu này là I'm out for meeting up with customers. Sau này cứ dùng cái gì mà bạn sử dụng cụm từ I'm out for cộng verb in là được. I'm out for cộng verb in là được. Được chưa? Go out được các bạn nhé. Sử dụng go out nó chính là I'm out đó. Go out bằng là I am out. Nhưng mà sử dụng cụm từ go out này thì dùng nhiều rồi. Sử dụng hôm nay là I'm out cho nó thay đổi một chút xíu nhé. Go out bằng I'm out. Good. Hằng để ý cho cô nha. Đúng rồi đấy em ạ. I'm out for lunch or I'm out for meeting up with customers. Ok. Tôi đi ra ngoài gặp khách hàng. Xong chưa? Rồi tiếp tục nhé, chúng ta sẽ có một số từ nữa nhé. Khi mà các bạn nói, các bạn có thể sử dụng câu là I'll be back. I'll be back at 11:30 hoặc là 1 p.m. I'll be back at 1 p.m. Tôi sẽ quay trở lại lúc 1 giờ. I'll be back. Thì cái chỗ này có rất nhiều người khi đọc, các bạn đọc là I'll be back, thực tế đọc là I'll nhé các bạn nhé. Âm này của chúng ta là âm ờ, không đọc là ồ các bạn ơi. Đọc từ này là âm I'll. I'll be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Được chưa? Không đọc là I'll be back, đọc là I'll be back. Ở đây các bạn để cho cô phần phát âm này. Từ này không đọc là back mà đọc là back. I'll be back. I'll be back. I'll be back at 1 p.m. I'll be back at 1 p.m. Tôi sẽ quay lại lúc 1 giờ. I'll be back at 1 p.m. Tôi sẽ quay lại lúc 1 giờ. I'll be back at 1 p.m. I'll be back at 1 p.m.
Xong chưa ạ? Cô nhắc lại một lần nữa nhé, chúng ta sẽ có một số câu như sau nhé. Từ đầu tiên này, chúng ta đọc từ này là I'll be back. I'll be back. Không đọc là I be back, đúng không? Một số bạn hay đọc từ này là back, thì bây giờ cô sửa lại một lần nữa cho các bạn nhé. Từ này đọc là I'll be back. I'll be back. Được chưa? Không đọc là I be back. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có một số câu nữa nha. Khi mà các bạn muốn là nói về cái việc là tôi đang đi đâu, đúng không? Bạn nói là I am taking my holiday leave. Tôi đang nghỉ hè, tôi đang nghỉ phép. I'm taking my holiday leave. Nghỉ phép. I'm taking my holiday leave. Tôi đang nghỉ phép. I'm taking my holiday leave. I'm taking my holiday leave. Được chưa? I'm taking my holiday leave. Bây giờ tôi cũng có câu như sau nhé. I'm taking my maternity leave. Maternity, maternity leave. Câu này các bạn thử dịch cho cô xem câu này là gì ạ? I'm taking my maternity leave. I'm taking my maternity leave. I'm taking my maternity leave. Maternity leave. Được chưa? Câu này sẽ dịch là gì ạ? Câu này chúng ta dịch là gì ạ? I am taking my maternity leave. Đây là những cấu trúc mà các bạn nên sử dụng nha. Chúng ta gặp rất là nhiều trong môi trường làm việc, các bạn để ý cho cô ạ. Đầu tiên là chúng ta cụm từ holiday leave, cụm từ holiday leave. Holiday leave là nghỉ phép nha các bạn nhé. Từ này dịch là nghỉ phép. Tôi đang nghỉ phép. I'm taking my holiday leave. Tôi đang nghỉ phép. I'm taking my maternity leave. Maternity leave. Ở đây mang nghĩa là tôi đang nghỉ đẻ. Cái này là chị em hay dùng đúng không ạ? Tôi đang nghỉ đẻ. Nghỉ đẻ. Nghỉ đẻ, thấy chưa? I am taking my maternity leave. Tiếp tục nào. Nếu bây giờ mà tôi muốn nói là I am taking my sick leave, thì cái này là dịch là gì ạ? Sick leave. I am taking maternity leave là nghỉ đẻ, đúng không? Thế sick leave thì các bạn dịch là gì ạ các bạn ơi? Comment đủ cho cô nhé các bạn nhé. Trang Hà, Hiểu Phương, Hồ Thanh Phương, xin đi Lê, Thành Trơn. Ok ạ, à, các bạn vào đi nào. Now, I'm taking my sick leave. À, một bạn hỏi cô là tôi đang nghỉ không lương như thế nào hả cô? Hải Anh có hỏi là nghỉ không lương này. I am taking my unpaid leave. 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 Ở đây mang nghĩa là nghỉ không lương. Đấy. Thực tế tại vì là ở Việt Nam của chúng ta ấy, nó có cái holiday leave theo luật lao động, đúng không, là các bạn đi làm thì các bạn sẽ được hưởng 12 ngày phép.
12 ngày phép một năm đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là cái đấy nó sẽ là paid leave nhá. Paid leave là nghỉ có lương ạ. Các em nghỉ thì vẫn được lương. Cái này là nghỉ có lương. Còn nghỉ không lương là unpaid leave. Nghỉ không lương là unpaid leave đúng không ạ? Đấy, các bạn để cho cô một số câu này nhá. Nghỉ không lương, I'm taking my unpaid leave. Tôi đang nghỉ không lương. Còn sick leave thì cái này cô vừa nói nhá. Câu này cô giải đáp sick leave là nghỉ ốm. Theo luật lao động là nghỉ ốm không được trừ tiền. Được chưa? À, nghỉ ốm, sick leave. Unpaid leave là nghỉ không lương nhé. Ở đây có ai nghỉ không lương nhiều không ạ? Rồi. Các bạn đang học rất nhiều cụm từ với cô Hằng đúng không ạ? Cô sẽ chạy từ trên xuống dưới cho các bạn dễ nhìn hơn nhé. Và cô sẽ review lại một tí nhé cho các bạn để ý này. Thì ai mà vào sau đấy có thể catch up được với cái bài phần livestream của cô nhé. Câu 1 như sau. He's with a customer at the moment. He's with a customer at the moment. Là anh ta đang đi tiếp khách. He's with a customer at the moment. Anh ta đang đi tiếp khách. Câu này chúng ta sẽ đọc thật nhanh với cái cụm từ with, bởi vì nó không có nghĩa chính. Vì nó không có nghĩa chính thì các bạn chỉ đọc lướt thôi đúng không? He's with, he's with, he's with, he's with, he's with the customer at the moment. He's with the customer at the moment. Tiếp tục, I'm out for lunch. I'm out for lunch. Tiếp tục, I'm out for meeting. I'm out for meeting. I'm out for meeting with I'm out for meeting up with customers. I'm out for meeting up with customers. I'm out for meeting up with customers. Câu tiếp theo, go out bằng với câu I'm out. Go out bằng với câu I'm out. I'll be back. I'll be back. I'll be back. Từ này không đọc là be back nha, không đọc là be back mà đọc là be back. Các bạn sẽ thấy miệng của chúng ta mở rộng ra đúng không? Back, back, back. Chứ không phải là be back đúng không? Rất nhiều người đọc là bởi back, sắp back ấy. Các bạn là I'm back nha. I'll be back at 1 p.m. I'll be back at 1 p.m. đúng không? Tôi sẽ quay lại lúc 1 giờ. I'll be back at 1 p.m. Tôi sẽ quay lại lúc 1 giờ. I'm taking my holiday leave. Cái từ này là y dài các bạn nhé, vì cái âm ea trong tiếng Anh này. Cái tổ hợp này chúng ta sẽ đọc là âm e đúng không ạ? My holiday leave. I am taking my holiday leave. I am taking my holiday leave. Tôi đang nghỉ phép đúng không? Tiếp tục, I'm taking my maternity leave. I'm taking my maternity leave là tôi đang nghỉ đẻ. Tiếp tục, I'm taking my sick leave là tôi đang nghỉ ốm. Nghỉ ốm. Nghỉ ốm. Đấy chứ ạ, các bạn sử dụng là I'm taking my sick leave. Và cuối cùng chúng ta có câu là I'm taking my unpaid leave là tôi nghỉ không lương. Nghỉ không lương. Và cuối cùng chúng ta có từ paid leave. Thông thường khi mà các bạn nghỉ trong giới hạn ngày phép của mình thì vẫn là paid leave, đúng không? Nghỉ có lương, còn nếu mà nghỉ quá thì sẽ nghỉ không lương. Tự đóng bảo hiểm đấy là tùy mình nhá. Xong chưa ạ? Tiếp tục, nếu mà anh ta nghỉ ốm mà sử dụng là he's off sick. He's off sick today. Đấy, ví dụ như thế. He's off sick today. He's off sick today. He's off sick today. He's off sick today. Là anh ta nghỉ ốm ngày hôm nay. He's off sick today. Anh ta nghỉ ốm ngày hôm nay.
Rồi, he's off sick today. Hôm nay anh ta nghỉ uống. Ví dụ, I am off sick today. Là hôm nay tôi nghỉ uống, đúng không? Được chưa các bạn ơi? Nào, tiếp tục nha. He has been resigned. Anh ta xin thôi việc. He has been resigned. Resigned đây mà nghĩa là thôi việc của tổ chức nhé. Resigned. He has been resigned. He has been resigned. Anh ta thôi việc của tổ chức ạ. Nếu mà chữ to nó nói là từ chức cho nó sang mồm đúng không? À, nhớ là resign mà dù mà từ chức thì nghe nó sang nó mồm hơn vì lý do là thường chức cao người ta mới từ chức. Còn sử dụng là he has been resigned là anh ta xin thôi việc, nếu mà nói là chức bé chứ bình thường đúng không? He has been resigned. Từ này không đọc là resign nhé các bạn nhé, đọc là resigned. 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 He has been resigned. Anh ta xin thôi việc. Rồi tiếp tục nhá, chúng ta sẽ có tính từ overdue mà nghĩa là quá hạn. Overdue là quá hạn, đây là tính từ nhá. Overdue là quá hạn. Cái hóa đơn này đã quá hạn rồi ạ. Tức là this invoice is overdue. Hóa đơn này quá hạn. This invoice is overdue. This invoice is overdue. This invoice is overdue, mà nghĩa là hóa đơn này quá hạn. Overdue chúng ta nhớ là viết liền vào với nhau chứ không phải là hai chữ over xong đến chữ due đâu các bạn ạ. Overdue, quá hạn. Vậy cả câu sẽ là this invoice is overdue, quá hạn thanh toán ấy. Cái hóa đơn này đã quá hạn rồi, gọi invoice, chứng từ hóa đơn. Từ invoice là chứng từ hóa đơn ấy ạ. This invoice is overdue. This invoice is overdue. Được chưa các bạn ơi? Rồi, ví dụ bây giờ tôi muốn nói là trong môi trường làm việc của chúng ta rất là ít khi, rất là thường xuyên gặp một vấn đề về sự cố về mạng nội bộ hoặc là mạng đúng không ạ? Đã sử dụng là the connection is down at the moment, mang nghĩa là kết nối đang gián đoạn, đúng không? Hoặc sập. The connection is down at the moment. The connection is down. Connection, các bạn mồm nó là connection mà tay có connect. The connection is down at the moment. The connection is down at the moment. Kết nối bị gián đoạn và kết nối bị sập. The connection is down at the moment. Down ở đây có nghĩa là sập hoặc là bị kém. Sử dụng cô như thế nhá. Is down at the moment. The connection is down at the moment.
Câu này sử dụng là this invoice, không sử dụng là down đâu em ạ. Ví dụ Trang Hà đang comment câu là this invoice is down the moment là không đúng. Ở đây mình sử dụng từ down này thông thường dành cho các mạng mà kết nối thôi em ạ. Chúng ta không sử dụng là invoice is down at the moment nhé Trang Hà. Câu này mình sử dụng là connection, nó giống là internet connection ý. Các bạn sử dụng là internet connection. Internet connection. Đấy, cái này là mạng internet. Thì các bạn thích, bạn thích nói là internet cũng được, the internet is down cũng được, the connection is down. Hai cái từ này có thể thay đổi cho nhau nhé. Cô giáo phân biệt hai cách đọc của từ thôi việc là resign, còn thiết kế là design khác nhau hoàn toàn nhỉ. Hai từ này một cái đọc là resign nhé, tức là chúng ta có chữ r các bạn, từ này là chữ r đúng không? Từ này đọc là resign, resign. Còn cái từ bên cạnh là từ design nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Design nó khác nhỉ? D mà một cái là r mà cái là d đúng không? Resign và design đúng không? Nó chỉ có giống nhau cái âm đuôi thôi, nó giống nhau cái âm đuôi thôi. Resign là thôi việc và design là thiết kế. Đấy, để ý vào nhé các bạn ơi. Nào đọc với cô hai từ này nha, cô sẽ xách lớp màu vàng này. Resign and design. Resign and design. Rồi, nhắc lại một lần nữa nha, chúng ta có hai từ nhá. Now, listen to me to remember the pronunciation and try to imitate me. Bây giờ các bạn sẽ nghe cô đọc 3 lần để các bạn nhớ được phần phiên âm. Xong sau đó các bạn sẽ đọc theo cô nhé các bạn nhé. Resign, resign, resign là thôi việc. Mà he's resigned là tính từ, anh ta vừa thôi việc. Hoặc là design, cái này là thiết kế đúng không? Hai cái này đều là động từ ạ. Đít của nó giống nhau nhé. Cái đuôi của nó đọc giống nhau nhưng đầu thì khác nhau. Một cái là re, một cái là d. Resign and design, resign and design. Xong chưa? Ok chưa mọi người? Nào, cùng đọc lại cho cô nhé và comment lại cho cô nhé. Tiếp tục này, mình không truy cập được cái gì đó. He couldn't access to. He couldn't access to. He couldn't access to something. For example, he couldn't access to email system. Email system. Anh ta không truy cập được vào hệ thống mail, đúng không? Không truy cập được. He couldn't access to email system. He couldn't access to email system. He couldn't access to email system. Không truy cập được cái gì đấy. He couldn't access to email system. Không truy cập được điều gì. Hiểu Phương Hồ nhớ là cái đuôi của mình có chữ N nữa nhá. Resign, chứ không phải resign. Resign, có chữ N nữa đúng không? He couldn't access to, cụm từ access to là truy cập vào cái gì? Access to, truy cập vào cái gì? He couldn't access to email system. He couldn't access to email system. Không truy cập được vào cái gì? Nào, ok chưa các bạn ơi?
Rồi, hôm nay chúng ta đã học đến đây nhé các bạn nhé. Chúng ta đã học rất là nhiều các cấu trúc câu này, các cấu trúc liên quan đến phần từ vựng công việc. Rồi, mọi người về nhà nhớ ôn bài cho cô nhé. That's all for today. Bye bye. See you.